Xin chào tất cả bạn, hôm nay mình đến bảo dưỡng chiếc ghế FZ566 cho nhà cô Thi ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội. Dạ, con chào cô Thi ạ. Con rất cảm ơn cô và gia đình đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm Fuji Luxury bên con ạ. Và cô có thể chia sẻ cho con, sau một thời gian cô trải nghiệm ghế thì cô cảm giác đánh giá cái chiếc ghế này có dễ sử dụng không ạ? Dễ sử dụng mà cảm thấy các xương khớp cô đỡ nhiều hơn. À thế ạ, vâng, thì thường ngày cô trải nghiệm ghế mấy lần như một ngày hả cô? À thế ạ, vâng. Và mỗi lần trải nghiệm như thế là cô cải thiện được giấc ngủ cũng như là xương khớp ạ. Vâng, thì cái cô đánh giá thế nào về cái chất lượng cũng như cái dịch vụ bên con sau bán hàng ạ? Thì cô thấy mua ghế này là tuổi cô dạ vâng ạ, vâng, thì cái dịch vụ bên con sau bán hàng các bạn có chăm sóc nhiệt tình với mình không hả cô? Nhiệt tình, cháu cô điện ra đến luôn ấy. Nhưng mà ghế ngày mua 2 năm nay chẳng vấn đề gì. Vâng ạ, vâng, thế cái dịch vụ và cái chất lượng bên con tốt như vậy, cô sẵn lòng chia sẻ nhiều người biết để bên con mang cái dịch vụ đến cho mọi người để chăm sóc sức khỏe được nhiều người được không hả cô? Rồi, cô cũng giới thiệu nhiều đấy, nhưng mà chúng ta cũng kiểu kinh tế chưa có nhiều người muốn lắm cháu. Dạ, vâng ạ. Vâng ạ, con cảm ơn cô ạ. Con chúc cô thật nhiều sức khỏe để trải nghiệm chiếc ghế massage Fuji Luxury con ạ. À, con chào cô ạ. Xin chào tất cả bạn, mình đang có mặt ở nhà chú Sơn ở Thanh Ba, Phú Thọ. Đấy, hôm nay đi bảo dưỡng chiếc ghế FZ 686 cho chú ấy. Rồi chú ơi, cho con xin một ít ý kiến của chú sau thời gian trải nghiệm ghế chú nhé. Vâng, con chào chú Sơn ạ. Vâng, con rất cảm ơn cô chú và gia đình đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm Fuji Luxury bên con ạ. Chú ơi, chiếc ghế như mình mua lâu chưa hả chú? Mua chắc được độ khoảng gần 2 năm gì đấy. À thế ạ. Thì chiếc ghế này có dễ sử dụng không chú? Dễ sử dụng. Vâng. Thì thường ngày là chú sử dụng chiếc ghế này mấy lần ạ? Trung bình mỗi ngày sử dụng khoảng 30 phút. À vâng ạ. Vâng, thì sau mỗi lần trải nghiệm ghế thì chú thấy cảm giác trong người thế nào ạ? Mình cảm thấy dễ chịu. À vâng ạ. Vâng, thì sau trải nghiệm ghế chú rất dễ chịu. Thì chú đánh giá thế nào về cái dịch vụ sau bán hàng bên con ạ? Nói chung là dịch vụ chăm sóc đến thời điểm này ghi nhận là được. Dạ vâng ạ. Vâng, thì sau các bạn nhân viên có hay gọi điện hỏi thăm chú không ạ? Cũng sau mỗi lần bảo hành là bảo dưỡng. Vâng. Của mình là có bảo hành một lần. Vâng. Đã bảo hành một lần rồi. Dạ vâng ạ. Vâng, các cậu đây là bảo dưỡng. Vâng. Vâng, thì cái sản phẩm và cái dịch vụ bên con tốt như vậy, chú sẵn lòng chia sẻ nhiều người biết bên con để mang cái chất lượng cũng như sức khỏe cho nhiều người được không ạ? Có, mình muốn giới thiệu cho người nhà, bạn bè thân quen, người ta đến đây người ta cũng trải nghiệm. À vâng ạ. Vâng. Như là người ta ở, có thể ở khác tỉnh, nhưng mà chắc là tỉnh nào thì cũng có cái hãng này. Dạ vâng ạ. Ở Hà Nội thì là Bắc Ninh, Bắc Giang. À. Người nhà mình ấy. À vâng ạ. Vâng, con rất cảm ơn chú ạ. Con chúc chú và gia đình thật nhiều sức khỏe để trải nghiệm chiếc ghế massage Fuji Luxury bên con ạ. Vâng, con chào chú ạ. Xin chào tất cả các bạn, mình đã có mặt ở nhà chú Toán ở xã Hành Củ, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Đấy, bảo dưỡng mẫu FZ566. Nay mình vừa bảo dưỡng xong, chiếc ghế được rất là mới. Xin chú một số ý kiến sau một thời gian trải nghiệm ghế. Con chào chú ạ. Chú ơi, chiếc ghế nhà mình mua lâu chưa chú? Được 2 năm. À thế ạ. Chiếc ghế này có dễ sử dụng không ạ? Dễ sử dụng. Vâng, thế thường ngày chú trải nghiệm ghế mấy lần ạ? Thường là cứ chập tối và sáng sớm. À thế ạ. Vâng, thì chiếc ghế này cứ mình trải nghiệm tối đa là 3 lần trên một ngày. 2 lần. Và mình không, mình 2 lần, buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ đấy ạ. Và mỗi lần thì khoảng 15 đến 30 phút. Và thì sau mỗi lần trải nghiệm ghế như vậy thì chú cảm giác trong người thế nào chú? Người nó quen, nó thoải mái. À thế ạ. Vâng, thì chú đánh giá thế nào về cái chất lượng và cái sản phẩm mới ngon ạ?
cái chất lượng sản phẩm này nói chung là chuẩn. Vâng ạ. Và cái dịch vụ sau bán hàng nữa ạ. Dịch vụ thì nói chung là thợ đến là chu đáo. Vâng. Cái thời gian đây là Covid là thợ chăm sóc là ít đến chăm sóc. Vâng. Thì các bạn nhân viên có hay gọi điện hỏi thăm chú không? Liên tục, nói chung phụ nhung là liên tục. À thế ạ. Vâng. Vâng, thì cái chất lượng và cái dịch vụ bên con tốt như vậy, chú sẵn lòng chia sẻ nhiều người biết để bên con mang cái chất lượng, cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe cho nhiều người được không ạ? Được, nhất trí đấy. Vâng ạ. Vâng, thì con rất cảm ơn chú. Chúc chú và gia đình thật nhiều sức khỏe để trải nghiệm chương trình massage Fuji Lux Studio bên con ạ. Rồi, chú cảm ơn cháu, cảm ơn công ty nhé. Vâng ạ, con chào chú ạ.